Đại ca tôi từ Tây Ninh ra đây. Chào mừng đại ca từ Tây Ninh ra tới đây nhé. Ủa em mang xuống không à? Em đi ngày hôm ra đây hôm 1 Tây mà. Còn đây là đại ca, đây khỏi nói rồi. Dân Đà Nẵng. Like Đà Nẵng. Ken ơi, qua bà Nhung nói nè. Vâng. Cô Út có một người xem với con, nhưng mà ra con không vào. Nó không chịu vào. Nó vào. Anh con cười chúng ta chứ. Mặt mày đứng căng thơ Việt Nam. Cảm ơn với Mỹ. Chị Út còn trẻ thế em nữa. Đây là chị Út từ Mỹ về nha. Mai mốt bà tiện mình sang làm neo á. Mẹ bây giờ là mình đang đi ở đây để học nghề đó. Học nghề đó, khi nào mà thành học thì đang nhập sư phụ làm nghề. Có chịu đi không? Có chịu đi không? Đi chứ. Nó đi đi nha. Đi làm neo, qua đó làm neo. Hồi xưa là cái vườn nó lại đụng gần bà già bà nội rồi đó, cái lúc đó sao này bị vụ đó thì nó giờ vô rồi nhưng mà nó không nói nó không nói mới mình vừa tụng là xong là xong ông Mỹ lên ăn cơm đó ở Mỹ mà trong khi đó một dĩa ra nước tiền nó ngồi bắt kéo bà thiều dính tay bà rồi bà đi bên khác ra ngoài không biết năm nó nói là không Mỹ